đang xong ạ. Khai trường. Công trình của thiếp chương đó, thiếp lĩnh đó. Kiên cường bản lĩnh à. Đang là trung kiên lĩnh à? Lĩnh trung kiên. Căng đảm không? Con đoạn tả ra đúng không? Không. Làm sao? Xa và vô cặp tiếp. Nó mưa thì nó mưa hết, mình tản tản hết luôn ha. Vô dữ vậy nè. Mình đang bay về nè. Đúng. Đúng bài đúng bản à. Đúng là có cái thước gì đó. Cái thước lỗ ban à. Lỗ ban, lỗ ban. Lỗ ban. Hôm trước kia đúng lỗ ban rồi. À, cái lỗ này nó nhỏ hơn cái lỗ bên kia à. Sáu mươi, sáu mươi là chất lượng không? Sáu mươi hả? Sáu mươi là qua đọc là tốt lắm á. Đồ lỗ kinh khủng thiệt. Vậy là 1m cao 1m6 là tốt à? Vậy. Cao 1m6. Cái đại xe đây rồi. Vào cái nó bu nhưng mình không biết được cái nào. Này tùy ra nghiên cứu đầu thấy tìm ra được cái đường sai rồi đó. Không? Còn cái gì sai chỉnh luôn nha. Nó đùi nhào vô. Tại vì nhỏ nó mà. Thấy không? Vô thoải mái à. Ngày hôm qua này. Này vô chắc chín mấy chục trăm rồi. Vô quá trời. Ôi ôi. Nào không vô. Thì khu động thoải mái bay vô. Bay mắc trời cũng vậy rồi đó. Vậy là có rút trong lý rồi đấy. Thì đầy của nó đâu. Mà hết cả lo qua hai phần kim nữa. À, anh à. Không. Chuyên vô.